À, ta giải vòng số 3 V-Olympic của khối lớp 7 các em. Bài thi số 1, Thỏ vượt Mê Cung. Cái này các em lười thì các em bấm máy cho nó khỏe. Không phẩy ba sáu. Một phần bảy. Một trong hai đáp án này thôi. Đáp án thứ nhất kìa, các em cứ giải bình thường. Cái cách giải cái bài toán tìm ích chứa chỉ đối này thì thầy hướng dẫn nhiều rồi. Các em vào mấy cái vòng năm ngoái các em coi cũng cũng được nha. Cách giải chứ giờ mình giải mất thời gian quá. Dãy tăng dần. Số âm là nhỏ nhất. 1 phần 2 thì nhỏ hơn 3. 2 phần 3 đúng rồi. 2 phần 3 thì nhỏ hơn 3 phần 4. 2 phần 3 là cỡ nhỏ hơn 3 phần 4 đúng rồi. Dãy cái này luôn kìa. Đây dãy tăng dần luôn. Mình hên là mình trúng ngay cái tăng dần luôn. Rồi 3 cái cục đá chặn trước kho báu bao giờ cũng sẽ rất là khó ha. Từ 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 ta lập được bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3. Giờ số có 3 chữ số thì nó gồm có hàng hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Hàng trăm, hàng là hàng đơn vị. Thank you.
Thầy có điện thoại, thầy bận xíu với em nha. Rồi, thông cảm. 5 chữ số, lập được mấy số chia hết cho 5? Chia hết cho 5 thì đuôi là phải bằng 0 hoặc 5. Mà ở đây chỉ có số 0 thôi. Bắt buộc cái đuôi đơn vị là phải chọn số 0 rồi. Vậy cái đuôi là có một cách chọn là cái đó. Rồi giờ các em chọn hàng trăm. Hàng trăm thì nó có 4 cách chọn thôi, 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4. Không được chọn số 0 nha. Hàng chục. Hàng chục thì mình chọn thoải mái trong 5 số này. 5 số này thích chọn số nào chọn. Vậy là 5 cách chọn. Vậy là ta có tất cả là 4 nhân 5 nhân 1 cách thành lập cái số đó, tức là 20. Hơi khó đúng không các em? Đó là bài toán lựa chọn. Ở trên kênh của thầy, thầy sẽ gửi cái chuyên đề bài toán lựa chọn. Cái này toán lớp 6. Trên trục số trừ 1, 4 phần 7 nằm xa đỉnh nào nhất? Trừ 1, 4 phần 7. Là cỡ trừ 1,5. Trừ 1,5. Rồi các em coi thử 1 1/4 là nằm ở đâu. 1 1/4 là 1,25. Rồi 1 7/8. 1 7/8 là 1,8. 1,87 hả? Nó sẽ nằm xa cái điểm dương ha, tức là 1,87. 1 7/8 xa điểm này nhất. Còn mấy điểm ăn thì nằm gần nó rồi. Còn thời gian nhiều, các em cứ đi câu khó. Cái câu vừa rồi các em cứ vẽ cái trục số ra là các em nhìn thấy liền à, ha. Úi chà, dữ dội vậy. Bài này thực ra ta có gì? X bình trên 4 cộng cho X bình bình trên 9 à. X bình trên 4, 9, 16 này là 25. 36 49. Rồi nhìn qua em thấy X bằng 0 rồi đó, đúng không? Dùng tính chất phân phối là cảm thấy X bằng 0 thì hai vế mới bằng nhau. Em chuyển qua hết bên nè, trừ chuyển vế đổi dấu thôi, quy tắc chuyển vế đổi dấu học ở lớp 6 rồi. Cái này bằng 0 rồi, các em dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng ha. Nhân đối với cộng, em lấy mũ 2 ra dùng chung là cái còn lại đây là 1 này. Đây là 1 này. 1 này. 1. Cái ngoặc đơn này thì không thể bằng 0 rồi. Vậy suy ra là X bình sẽ bằng 0. Như vậy X sẽ bằng 0 này. Rồi mình đi lang thang xíu nữa, còn tới 10 phút lận mà. Các
Cái này giống bài vừa rồi luôn kìa. Bật không ha. Rồi cái này thì các em giải giống giống lớp 7 năm ngoái nha. Các em vô mấy cái vòng năm ngoái các em coi ha. Cái vòng vòng 3, vòng 4 của lớp 7 năm ngoái là trên kênh của thầy cũng đầy đủ á. Năm ngoái với năm nay là thầy làm đầy đủ á. Các em cứ lên đó coi. 2,7 cộng 1,4 là bằng 4,1. Thì hai một trong hai kết quả này thôi. Trừ 2,7 cộng 1,4 trừ 1,3. Đây, kết quả này kìa. Thời gian còn nhiều. Ồ, cái này các em cứ bấm máy đi nha. Bấm máy đi rồi. Điện thoại của em ơi, coi cái số mình gọi lại. Âm 1/4 trừ mở ngoặc âm 1/2 5/3 1/2/3 là 5/3. Hai đường cắt nhau số cặp góc đối đỉnh tạo với hai đường là hai cặp. Mấy câu này thì dễ rồi. Số vuông tạo thành là 4 ha. Một một chín chia làm 7 phần nhân cho 4 68. Rồi, hên quá, vô được rồi. Rồi, em chuẩn bị cái nháp bên cạnh này. Giá trị của B để này đạt giá trị nhỏ nhất thì muốn nhỏ nhất thì cái giá trị đó nó phải bằng 0 á. Còn nếu nó không bằng 0 thì nó sẽ lớn hơn 0 liền ha. Vậy B là nhân 3 cộng 7,2 là phải bằng 0. Tức là mình lấy 7,2 chia 3 là ra âm 2,4. Âm 2,4 là cái ô đầu tiên. Nhân 3 là ra âm 7,2 cộng 7,2 là hết ha. Người ta chỉ hỏi B thôi nha.
Số nguyên tố lớn nhất có một chữ số là số 7. Trung bình cộng của ba số, các em cộng lại chia 3 thôi. Âm 6, 3 cộng 12 cộng cho âm 7, 8 chia 3, âm 4, 3. Rồi giải bài toán tìm ích này. Âm 31 cộng cho 5 phần 2 được bao nhiêu rồi nhân cho 5 là ra âm 142,5. Rồi cái này các em giải bình thường đó, giải theo bài toán tìm ích bình thường ha. Hoặc là dùng máy tính giải, trên máy tính nó có chức năng tìm ích đó, nhưng mà không nên lạm dụng đâu các em nhé, bất đắc dĩ ta mới dùng. Khi thi á, thi áp lực thời gian người ta dùng, chứ bình thường em cứ giải giải theo đúng nghĩa toán học này, đừng gợi ý lại ha. Còn đi thi Casio hay là thi viên bích thực sự á, bị áp lực về mặt thời gian người ta mới giải bằng máy tính ha. Rồi 0,538 này, 0,538 ô này nè. Còn ô này thì thầy giải bằng tay nè, này không có máy tính nào giúp mình được đâu. Chín phần 16 mũ 2016 là nó đã bằng 3/4 tất cả bình. Rồi mũ 2016 nghĩa là 4032. Sáu là 4 mũ 2 là tất cả mũ 2015 nữa là 4. Lũy thừa cũng lũy thừa. Thì cái nhân hai số mũ giữ cơ số lại. Bên này 4/3. Rồi bắt đầu rút gọn này. Ở trên này có 4031 số 4, ở dưới là 4032, như vậy ở dưới còn một số 4. Rồi ở trên là 4032 số 3, ở dưới là 4031, vậy dưới còn một số 3. Kết quả là 4/3 ha. Đây là 4/3. Mà 4/3 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 4 chia 3 là 1,333333 ha. 1,333. Số nguyên âm lớn nhất là số âm 1, nên cái số nào? -11% của cái đó. Thì các em lấy 11%, các em nhân cho 120/11 thôi, ra 6/5. 6/5 1,2. Ở dưới ô cuối cùng chín 3/6/13 2/2/11 12 1/26 15 1/8 35/11 kia là 3,18 à.
cuối cùng số nó không lớn lắm nên tính bằng máy cũng được. Rồi giờ lấy tăng dần. Số đầu tiên là âm 142,5 số này ha. Rồi bắt đầu xóa dần đi. Tiếp theo là âm 43 là số này. Tiếp theo là âm 2,4. Âm 1. Rồi tới 0,538. Tới 1,2. Rồi mình tính lại đi, có vấn đề chỗ này rồi. 11% nhân cho 120 phần 11 là bằng 1,2, đúng rồi. Vậy là mình sai mấy ô trên kia, mấy ô khác ha. Sai chỗ này sao? 3 mũ 2 4032 rồi. 4 mũ 4030. 4030 rồi, 43. À số 4 ở dưới á. Số 4 ở dưới, số 3 ở trên. Mới đúng. Ở trên này có 4031 số 4, ở dưới 4032, vậy còn số 4 ở dưới mẫu. Còn số 3 thì ở trên là 4032, ở dưới 4031 số, vậy ở trên còn số. Xin lỗi các em nha. 3/4. Vậy đây là nó bằng 0,75. Rồi vậy là tới nó đó. Rồi tới 1,2. Rồi tới 3,118. Tới 7. Và cuối cùng là 31 ha. Vậy thôi. Rồi vòng thi cuối cùng. Lại bị lag nữa rồi. Bực ghê. Rồi kem đăng xuất ra là kem vào lại cho chắc. Thôi nó tăng mình một lần thi nữa mất công ha. Hy vọng là được. Rồi ok. Ngon lành luôn. Hai đường thẳng cắt nhau. Em chuẩn bị nháp vẽ hình ha. XOE với lại XOE phải là hai góc kề bộ. Vậy là 143. Phân số thôi. Hình như cái vòng đầu là gặp mấy câu khó thôi, còn lại là dễ. Tăng dần là từ số âm tới số dương ha. 1/3 0,6. 3/4 là 0,75. Vậy cái này tăng dần được kìa. Số âm rồi tới số 1/3 là cỡ 0,333. Tới 0,6 rồi tới 0,75. Đúng rồi đây. Đây tăng dần. Hên, nãy giờ mình hên ha. Cái mình xét đầu tiên nó trúng luôn, đỡ mất thời gian. Giá trị lớn nhất. Phép trừ này, số bị trừ không đổi rồi. Thì kết quả trừ sẽ lớn nhất nếu như số trừ là nhỏ nhất. Thì số trừ này nhỏ nhất là sẽ bằng 0. Bởi vì là một cái giá trị tuyệt đối mà. Như vậy lúc nó bằng 0 thì cái phép trừ này là 1,7.
trừ 0, tức là 1,7 là lớn nhất. Số tự nhiên A nhỏ nhất khi chia A cho 1,5 và chia A cho 3,2 đều được kết quả là số tự nhiên. Rồi, trở lại bài toán. Rồi, thầy lấy phần mềm MathTai giảng cho các em dễ hiểu nha. A chia 1,5 là thuộc Z, hay là thuộc N đây, số tự nhiên đó. Rồi A chia cho 3,2 cũng thuộc Z, số tự nhiên.
Rồi, thầy có số điện thoại nãy giờ, nên thông cảm xíu nha. Rồi trở lại bài, tới đâu rồi? Rồi tới bài đây nào. Rồi A chia cho 1,5 là số tự nhiên, thì kem nhân cả tử và mẫu cho 2 đi, thì ta được 2a trên 3, cũng là số tự nhiên ha. Ở dưới cũng vậy, ở dưới nè, cái nhân cả tử và mẫu cho 5 thì ta có 5a trên 16, cũng là số tự nhiên. Rồi 2a là số tự nhiên, 2a chia 3 là số tự nhiên, thì nhân cho 5 cũng sẽ tạo thành số tự nhiên thôi. Ở dưới 5a nhân 5a phần 16 là số tự nhiên rồi, thì nhân cho 2 cũng thành số tự nhiên thôi. Như vậy tới đây các em có là 10a chia 3 là thành số tự nhiên. Ở dưới 10a chia 16 cũng sẽ là số tự nhiên. Đó. Tóm lại là lấy số a nhân 10 thì chia hết cho 3 mà cũng chia hết cho 16. Không? Hiểu vậy trời. Rồi. 10a chia hết cho 3 và 10a cũng chia hết cho 16. Như vậy 10a nó sẽ là bộ chung nhỏ nhất. Nó sẽ phải chia hết cho bộ chung nhỏ nhất của 3 và 16. Tức là của 48. Chia hết cho 3, chia hết cho 16 thì sẽ chia hết cho 48 thôi. Đúng không? Như vậy là A nhân 10 là phải chia hết cho 48. Vậy các em thử đi. Vậy ta có 10A là sẽ bằng 48K. Là chia cho 48 mà. Hay nói cách khác á, là 5 nhân A sẽ là bằng 24. 24K. Ta chia hai bên cho 2 các em. Rồi. Như vậy 5A phải là bội của 24. Giờ các em cho 5A bằng 24 luôn đi. Đúng không? Thì A sẽ bằng 24 chia 5. Đây nè, 5A nó sẽ bằng 24 nè. Không được thì 48 nè. Không được thì 72 nè.
vân vân. Vậy thôi. Giờ em lấy 24 nhân 1 chia cho 5 là không không có ra số tự nhiên, bỏ. 48 chia cho 5 không ra số tự nhiên, bỏ. 72 72 chia cho 5 cũng không ra số tự nhiên, bỏ. Ok, cứ thử đi. Nhưng mà để ý á, vậy 5A bằng 24K thì 24 với 5 là nguyên tố cùng nhau rồi. 5A phải chia hết cho 24 đúng không? 5 với 24 là nguyên tố cùng nhau. Vậy A phải là chia hết cho 24 kìa. A bắt buộc phải chia hết cho 24. Như vậy là các em xét A dễ hiểu hơn. 5A chia hết cho 24 mà 5 với 24 là nguyên tố cùng nhau rồi. Vậy A phải là bội của 24. Vậy A sẽ là 24 nè, 48 nè, 72 nè, vân vân vân. Các em cứ thử. Giờ các em lấy A bằng 24 đi. 24 mình chia cho 1,5 là không là được 16 nè. Rồi 24 chia cho 3,2. Thử lại cái đề trên này cái này. Đây đây đây. À. Rồi lấy 24 cái em chia cho 3,2 là nó không có ra số tự nhiên, bỏ. Giờ lấy qua 48. 48 chia 1,5 được 32 số tự nhiên. 48 chia cho 3,2 được 15 số tự nhiên, vậy là 48. 48 là số nhỏ nhất được. Rồi, số tự nhiên A nhỏ nhất là 48. Rồi, nãy giờ thầy có điện thoại, các em thông cảm xíu nha. Tua tới rồi coi thôi. Rồi, bài toán đã được giải xong. Rồi, tạm biệt các em. Các em nhớ chia sẻ kênh này rộng rãi để lan tỏa kiến thức nha. Rồi, chào các em.